Đây là Everest nha mình. Mình nhìn chỉ thấy thấy được một phần mấy của Everest thôi. Nó nằm tuốt ở trên đó đó. Và Nhiên đang đứng ở trạm 2. Nhiên sẽ quay lại quang cảnh trạm 2. Đây là trạm 2 mà vị trí cao nhất của trạm 2. Cao hơn 6.500 m. Hôm qua Nhiên ở đây, cái liều ở giữa. Ngày hôm qua là một ngày dài đi trực tiếp từ chân núi lên trạm 2, không nghỉ ngơi, mang ba lô nặng 20 kg. Không có ai nghĩ Nhiên là người leo núi, người ta chỉ nghĩ Nhiên là người Sherpa thôi, bởi vì chưa từng một nhà leo núi nào đi thẳng từ chân núi lên trạm 2 không dừng lại lần đầu tiên, trong lần đầu tiên nha nhà mình. Và những người Sherpa ở đây người ta cũng rất sợ là đi trực tiếp từ chân núi lên tới trạm 2, và họ phải mất vài ngày để đi. Ở đằng kia là trạm 3, trước mặt là Lhotse C. Đây, trạm 3 mình sẽ đi lên theo con này. Ở ngoài nó rất dốc. Cái mặt vách đó cao vào khoảng hơn 2.000 m. Và trong cái hình này, trong cái điện thoại mình không thấy rõ. Sau đó lên được trạm 3 ở vị trí này, chúng ta mới đi ngang qua sau con là lên đây và trạm 4. Và đỉnh Everest nằm ở bên đây, còn rất cao ở trên đó. Là mơ ước của biết bao nhiêu nhà leo núi.